Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một chiếc áo tulip giống như thế này nha. Thì cái áo này mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam. Mình sẽ nếu như mọi người móc ngắn thì chỉ có 2 cuộn thôi, móc dài như mình thì sẽ lên là 2,5 cuộn nha. Ở đây mình dùng kim 2.5. Ở đây thì mình sẽ móc theo số đo, cho nên là mọi người muốn sử dụng len hay là sợi hè gì đều được hết, chỉ cần sử dụng kim phù hợp. Mình sẽ móc lên một sợi dây bính vừa với vòng ngực của mình. Là tới đây, sau đó mình sẽ nhớ là mọi người khi mặc mặc áo ngực thì mình đo trên đỉnh ngực nha. Sẽ móc thêm một đoạn nữa. Mình sẽ đếm 1, 2, 3. Móc lên cho mình hàng mũi kép đầu tiên. Móc về đến cuối hàng toàn bộ là mũi kép hết nha. Sau khi mình móc lên cái mũi kép như vậy á, thì mình sẽ đo lại một lần nữa trên cái cơ thể của mình. Nhớ là cũng đo luôn, đừng có để cho nó rộng quá thì mình sẽ móc mình mặc âm ơm một chút xíu cũng được, len thì lúc nào nó cũng có co giãn ha. Cho nên là mình móc xong mình đo lại một lần nữa, tại vì cái dây bính mình đo một lần nó không có chính xác lắm, cho nên lên hàng họa tiết tiếp theo thì mình mới đo tiếp, đo lại lần nữa thì nó vừa rồi á, thì mình dừng lại, mà nó chưa vừa thì mình tiếp tục móc tiếp. Còn cái dây bính mà dư này thì mình lát hồi nữa mình sẽ móc một phần ở bên dưới của nó nữa, cho nên là hồi nữa mình xử lý sau và mình sẽ tháo nó ra, mấy cái dây bính này ra, mình cắt ngắn đi nha. Tiếp theo là mình sẽ có nối lại thành hình tròn. Từ bên này mình nối qua bên này mình móc lên. Một, hai, lên hàng. Thì mình cứ móc tròn lên lô thôi nha. Mình sẽ móc lên 3 hàng nữa. Móc về đến cuối hàng, móc một mũi dời lên bên trên này. Và tiếp tục móc lên 1, 2 xích để mình tiếp tục lên hàng. Thì cái kích thước mà để cho mình lên hàng thì mình muốn nói sơ về cái chỗ vị trí mà mình lên cái phần ngực này nè. Đối với cái áo này mà móc cho em bé á, thì nó sẽ rất là hợp lý. Thì mình lên khoảng tầm 4 xăng, sau đó mình lên họa tiết, nghĩa là cái đoạn mà từ ở trên này đi xuống chỗ ngay vị trí này nó ngắn khoảng 4-5 xăng, rồi mình xuống cái phần xòe này thì nó sẽ rất là thích hợp cho em bé. Nhưng mình là người lớn á, thường là mình đã có ngực nè. Nếu như mà mình ngay móc ngắn như vậy rồi mình bắt đầu móc xòe thì cái chỗ này nó đùn lên trên cái ngực của mình. Đối với mấy bạn ngực khiêm tốn một chút xíu ấy, thì mặt nó vẫn dễ thương ha. Còn đối với những bạn mà như ngực bự á, thì nó sẽ bị cơi ra, nhìn nó rất là phồng phềnh mà rất là rộng. Cho nên là mình sẽ đi cái đoạn này của mình ít nhất là cũng đo từ trên này đo xuống thì cũng được 13 xăng ha. Nghĩa là mình không có phải là nhất thiết phải lên giống mình là tầm 4 xăng, tại vì nếu mà móc cho em bé thì tầm đó nó là ok như mình đã nói. Vậy cho nên trong cái hướng dẫn này thì mọi người muốn thì móc như mẫu này thì mọi người vẫn cứ móc lên tầm 4 xăng, sau đó lên họa tiết này và lên phần vai và ở dưới là móc phần xè, chỗ này ngắn giống cái áo này ha. Còn đối với mình móc cho người lớn, cho nên là trong hướng dẫn này mình sẽ móc thêm cái đoạn này nó dài lên, đo để đo được từ cái đỉnh này đo xuống cái chỗ vị trí đó là cũng phải được 13 xăng thì mình mới đi xuống cái phần bèo. Sau khi mình lên hàng, tại vì mình móc áo cho người lớn cho nên mình sẽ móc lên cái đoạn này là 9 xăng nha.
mình muốn móc lên 10 xăng lắm nhưng mà mình hết sợi rồi nên mình sẽ dừng lại ở 9 xăng. Nếu như bạn nào có muốn được có điều kiện thì mình cứ móc lên đủ 10 xăng. Tới ngay chút này mình bắt đầu đổi sang sợi màu khác để lên phần lá hoa. Thì mình ở đây mình sử dụng nhiều sợi cho cái áo này để tạo nên một cái áo này, cho nên sợi nhỏ mà mình đã chặt đôi lại để cho nó có cái độ cứng cáp phù hợp với cái sản phẩm. Mình sẽ kết hàng ngay cái vị trí này, đâm kim xuống và lấy lên cái sợi màu xanh lá, xanh để móc lá nha. Ngay chỗ vị trí này mình sẽ đâm sát xuống ở bên trong chỗ cái mũi kép này nè, móc lên 1, 2, 3 và móc một mũi kép vô ngay chỗ cái vị trí đó luôn. Mình không có kẹp cái cọng dây này để móc nha, để đây hồi nữa mình lên hàng mới. Tiếp theo mình sẽ đếm lấy sợi 1, 2, 3 ngay vị trí này, móc lên một kép, một bính, một kép, mũi V đó mọi người. Tiếp theo 1, 2, 3 mình cứ móc như vậy về đến gần cuối hàng rồi mình sẽ kiểm coi thử mình có đủ mũi hay không, đủ họa tiết hay không, tới đó mình sẽ hướng dẫn nha. Khi mình móc về gần cuối hàng mình bắt đầu đếm mũi, mình coi thử mình có đủ họa tiết hay không. 3 mũi đủ nè, 3 mũi, cách 3 mũi là 1 mũi đó, thì ở đây mình bị dư 2 mũi, mình bị thiếu, mình tới chỗ này là đủ. Một nè, hai nè, ba, vậy thì chỗ này là dư đúng không, dư 2 mũi này, ở đây 1, 2, 3 tính ra thì bị dư 2 mũi này, bởi vậy cho nên mình sẽ cho nó 1 mũi qua bên này thành 4 luôn nha, mũi này thành 4 luôn. Vậy thì mũi ở đằng này của mình cũng tính lên cách 4 chân luôn nè, 1, 2, 3, 4, tại vì mình bị dư mũi mà mình đâu thể nào đếm bình thường được. Thêm 1 mũi. Vậy thì mũi đây còn lại là mình đi 4 luôn, hoặc là mình sẽ dồn qua bên này, bên nào cũng được. Rồi qua tới đây thì mình bắt đầu một mũi dời và cắt sợi, thêm một mũi dời nữa đi, thêm một mũi bính nữa cắt sợi. Lấy lên một sợi màu hồng, móc lên 2 xích, và bởi vì mình móc lên sợi hè cho nên là cái sợi rất là mỏng manh. Nếu như mình móc 5 mũi như công thức thường vẫn hay làm thì nó sẽ không đủ lên cái độ tròn của sản phẩm của cái hoa, cho nên mình sẽ móc lên từ 6 đến 7 mũi. Còn đối với mọi người móc sợi như móc len thì mọi người chỉ cần đi 5 mũi làm được rồi. Bây giờ mình sẽ đi. Ở đây mình đã có coi như là 2 mũi rồi nha, mũi giả nè. Và mình mới lên 1 mũi. Mũi thứ 3. Mũi thứ 4. Mũi thứ 5. Mũi thứ 6. Lấy sợi qua hết.
sau đó khóa lại và lên một bính. Mũi tiếp theo, 1 2. Ba, 4, 5, 6, lấy qua hết, khóa lại, móc lên một mũi. Bông thứ 3 nè, làm lại y chang. Một mũi giữ lại, lấy sợi. 2, 3, 4, 5, 6, quấy cơ hết, khóa lại và lên một xích để qua cụm khóa mới. Mình cứ làm như vậy cho đến khi hàng này ha, móc hoa về cuối phòng, khóa một mũi, lên một nửa nữa là thành 2, xong lại ngay chỗ cái đầu, cái đỉnh của cái mũi này, móc một mũi dời. Nhưng mà điều lúc mình dời qua chỗ này á, thì mình sẽ lấy lên cái dây mà lúc nãy mình chưa có cắt nè, mình lấy lên cái dây này để mình triết. Nhưng mà điều cái dây này nó phải nằm êm nha, chứ đừng có để cho nó cong hay nó giật gì hết. Rồi, một mũi giờ mình lấy lên sợi màu xanh đúng không, bây giờ mình sẽ di chuyển vô cái khoảng trống này, móc lên là 1 2 2 mũi, sau đó móc thêm 2 mũi nữa, mũi kép nha, 1 2, nhảy sang cụm tiếp theo, 1 2 3 4 5 6 thì mình cũng sẽ móc một lần là 3 mũi kép vô mỗi chỗ như vậy, 1 2 3, tiếp theo 1 2. Mình móc tới một đoạn ngay chỗ này đi. Mình móc làm sao mà mình chia ra cho cái chỗ mình kết hàng nó nằm bên hông nè. Sau đó mình sẽ chia cái dây vai lên, coi thử mình muốn rộng cổ như thế nào. Mình sẽ chọn 2 điểm ở đây mình đánh dấu, để mình móc tới ngay chỗ vị trí này rồi thì mình sẽ móc dây vai lên luôn. Từ cái chỗ vị trí này mình đang móc lên này nha, mình sẽ đánh dấu trước 2 chỗ đi. Chỗ này để mình sẽ lên cái dây vai nha. Mình sẽ đo khoảng cách của nó là khoảng tầm 23 cm. Đó là cái vai, cái cửa ngực của mình. Còn mọi người móc lên theo số đo của mình nha, hoặc là phó trước ngực của bé. Tới ngay chỗ vị trí kim đánh dấu này nè, mở ra. Mình sẽ móc vào đây là một mũi. Mũi thứ 2, ngay vị trí mũi thứ 2 này mình sẽ móc lên một cái dây bính. Mình móc lên cái dây bính này là lấy cái dây vai của mình á, mình câu qua phía bên lưng này nè. Nhưng mà mình chỉ móc qua tạm thôi chứ có câu lên. Tổng cái sợi dây này là mình móc được 35 cm, đó là so với số đo của mình nha. Tại vì cái vai của mỗi người nó có cái kích cỡ khác nhau á, cho nên là không có lấy chung một số đo được. Nhưng mà mình cho một số đo tương đối, đó là dựa trên số đo của mình là 35. Mọi người vẫn cứ check lại trên body của mình là chắc ăn nhất. Sau đó mình trượt mũi về lại nha. Mình trượt mũi về tới ngay vị trí này. Về tới ngay chỗ này thì móc một mũi cho nữa cho nó đủ cái mũi kép. Rồi,
móc tiếp tục cụm còn lại, qua tới một bên này giống y chang bên này nữa, lên bằng số đo với bính luôn, để sau đó mình sẽ hướng dẫn móc ra sau lưng. Đây, mình làm lên hai cái dây này giống nhau rồi nè. Rồi bắt đầu mình sẽ móc ra ở phía sau nè. Trong cái quá trình mình móc nè, mình đánh dấu trước đi, từ ngay cái điểm màu hồng ngay chỗ cái dây này qua tới ngay cái đỉnh ở phía sau này là 18 mũi, thì ở bên đây mình cũng sẽ đếm như vậy luôn. Từ cái đỉnh ở ngay chỗ cái dây này qua tới cái đỉnh bên này cũng là 18 mũi, để cho hai bên cái nách nó được cân xứng với nhau. Thì lát nữa mình móc tới đó, mình sẽ bắt đầu gài cái dây này vô mình móc luôn. Đây, mình móc tới qua chỗ cái đánh dấu ở phía sau lưng nè, gỡ đánh dấu này ra, mình sẽ móc vào đây một mũi, bắt đầu mũi thứ hai. Mình sẽ lấy cái dây này nè, mình vuốt sao mà cho trước này nó thẳng, đừng để bị lọt nha. Xỏ cái dây này qua luôn. Móc mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Là mình đã đính cái dây này vô rồi nè. Sau đó móc bình thường qua tới bên kia. Để đính bên cái dây còn lại nha. Dừng ở mũi thứ hai và bắt đầu đưa dây ra sau, nhớ vuốt để cho dây được bằng phẳng không bị lật. Ở ngay vị trí này xi nó qua luôn. Sau đó mình tiếp tục móc đụng ở bên này, móc một mũi dời cắt chỉ để nối xuống phần này, rồi móc ra phần xòe áo. Bây giờ mình xong cái phần ở bên trên, mình xong luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ móc phần bên dưới nữa. Đây, cái chỗ này thì bắt đầu từ ngay chỗ cái mũi bính này nè, mình đưa kim qua. Sau đó mình móc lên cái sợi này. Đó là nó đã khít lại rồi đúng không? Tiếp theo là mình móc tới cái mũi này nữa, một mũi dời nữa. Rồi, vậy là mình đã kết hàng xong. Và bắt đầu từ ở chỗ này mình giấu sợi này đi nha. Mình đổi màu. Mấy bạn cũng không thích màu mè thì không cần đổi cũng được, không sao. Nhưng mà ở đây mình tới đổi tới mấy màu lận đó. Mình sẽ nối từ ngay chỗ vị trí eo này luôn. Cũng ngay chỗ vị trí hông này, mình sẽ chọn một điểm để mình đưa kim qua. Nhớ cột hai dây này lại chứ không là để nó móc lên là 1, 3 xích. Đây, ngay chỗ vị trí này mình sẽ móc lên là 1 mũi kép 1 xích. Tiếp theo là 2 mũi kép, cũng chung một chỗ luôn nha. Tiếp theo mình bỏ cái chân mũi này đi, bỏ một chân mũi vào chân mũi tiếp theo, mình sẽ móc một mũi kép, bỏ chân mũi này, móc vào cái chân mũi kế tiếp một cụm họa tiết như vậy nữa, hai kép, một bính, hai kép. Cách một chân mũi, móc một mũi kép,
cách một chân mũi, lặp lại cụm họa tiết. Hai kép một bính nha. Ý hai hai kép, đúng rồi, một bính hai kép. Cách một chân mũi, móc một kép, lặp lại như vậy cho đến gần cuối. Mình móc về phía tới gần tới cuối hàng rồi nè, mình lặp lại một cụm họa tiếp như thế này nữa. Thì ở ngay chỗ này của mình là nó không có đủ cái khoảng cách để mình móc cái mũi kép, nhưng mà không sao cả, mình sẽ móc ở ngay chỗ đây cũng được. Ví dụ chỗ đây bây giờ mình lặp lại họa tiếp rồi nè. Rồi tới ngay chỗ đây nó sát quá nè, nhưng mà điều mà còn một chân mũi thì mình cứ móc một mũi kép lên bình thường ha. Nó gần kế bên cũng không sao hết nha. Một mũi dời. Từ ngay vị trí mũi dời này mình ngay vị trí mũi này mình đi mũi trượt vô nha. Trượt một mũi. Trượt mũi thứ hai, trượt tới mũi thứ ba để vô trung tâm này. Mình sẽ hướng dẫn móc thêm hai hàng nữa, tại vì hai hàng nữa là mình sẽ có mẹo tăng mũi, cho nên là sau hai hàng đó thì mọi người muốn độ dài bao nhiêu thì mọi người cứ móc thẳng lên nha. Tới ngay chỗ vị trí hàng thứ hai của phần xòe váy, mình móc lên 1 2 3. Ở đoạn này mình sẽ bắt đầu nó không có cần dít nữa nè, cho nên là bây giờ mình cứ dựa theo cái hàng bên trên thì mình móc hàng bên dưới thôi. Mình vẫn móc lặp lại một hàng họa tiết đó y như cũ, nhưng mà mình đoạn giữa này mình móc lên hai bính để tăng mũi. Không. Một dây xích, ba mũi bính, một mũi kép, hai mũi bính, một mũi kép. Một mũi kép. Mũi kép đơn thứ ba mình sẽ là mũi ngặt trên nè, xỏ qua lấy sợi. Rồi chân kế tiếp cũng vậy luôn. Một kép, hai kép, một hai bính, lặp lại hai kép chung một chỗ. Rồi mũi đơn, mũi ngặt trên. Cứ lặp lại như vậy cho tới ngay chỗ này nha. Này mũi kép nè. Rồi tới chỗ này thì mình lại tiếp tục kết hàng và di chuyển bằng mũi dời để vô tâm của cái họa tiết nha. Một mũi dời kết hàng nè, chuyển nó vô tâm. Rồi bắt đầu từ hàng thứ ba này trở đi là hàng tăng mũi cuối cùng của mình. Lên 3 xích, 1 kép, 2 kép. Tiếp theo là 1, 2 bính. Và lặp lại 1 kép, 2 kép, 3 kép. Mũi tiếp theo, mũi kép đơn này, mũi ngặt trên nha. Lặp lại 3 kép, 2 bính, 3 kép. Mọi người mà thấy nhanh thì mình có thể chỉnh chế độ chậm lại để coi cho rõ nha. Rồi.
móc như vậy cho tới ngang chỗ vị trí này. Và mình móc lên cái độ này, cái xòe này dài theo mong muốn của sở thích của mọi người. Ở cái hàng cuối cùng này thì mình không có móc cái mũi đơn, mà không có móc cái mũi ngặt nữa, mà mình chỉ móc mũi kép bình thường thôi. Chứ nếu tại vì mình móc là nó có cái, mình móc như vậy thì nó sẽ êm cái sản phẩm của mình hơn. Mình sẽ móc như thế này nha. Mình vẫn lặp lại cụm họa tiết đó, nó chỉ khác ở cái mũi kép đơn. Tới cái chỗ này là mình không có luồn dưới đây nữa, mà là mình chỉ móc một mũi kép đơn bình thường. Tiếp sang bên này. Móc mũi kép bình thường thôi Linh thôi nha. Móc như vậy về đến cuối hàng. Sau khi mình móc xong cái này, mình sẽ trang trí hoa. Thì cái dây hoa này mọi người cũng có thể lên mạng để tra cứu, coi thử cái mẫu nào, mẫu hoa, mẫu dây hoa nào mà mình thích thì mình sẽ móc ha. Mình sẽ móc lên giống như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ móc lên một cái sợi dây bính theo cái độ dài mà mình mong muốn. Ở đây mình móc dài từ trước này đi qua lên cái dây này và để qua phía bên cái áo của mình ha. Thì mình đã làm trước một bên rồi, cho nên mình sẽ dựa theo cái bông của bên này và mình làm cho cái bên còn lại. Tổng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở bên kia có thêm 3 bông nữa, là một dây như vậy mình làm 9 bông. Cái chỗ này lại mình chưa có kết vô ha, mình phải kết vô ngay góc này nữa. Đầu tiên mình sẽ tạo nên một cái vòng tròn bằng mũi bính. Móc lên là 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó móc vừa lại cái chân mũi đầu tiên để tạo nên một cái vòng tròn. Và móc lên một dây bính 2 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó móc lên một đoạn dây bính giống như bên này, từ ở vị trí bên này đi ra phía lên vai để ra phía sau lưng. Thì tùy dựa theo áo của mọi người dài ngắn thì mọi người hãy tự chọn nha. Sau khi mình móc lên đoạn dây bính dài khoảng 60 cm, sau đó mình sẽ tiếp tục mình sẽ đếm là 1 2 3 4. Ngay chỗ cái chân mũi số 5 này, mình sẽ móc lên một mũi trượt. Và tiếp theo móc trượt thêm 9 mũi nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình sẽ móc lên là 1 2 3 4 5 6. Quay trở lại móc một mũi đơn. Mũi nửa kép. Một mũi kép. Mũi nửa kép.
thể là một mũi đơn. Rồi sau đó mình sẽ móc vô tiếp theo là một mũi trượt, trượt lên 10 mũi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Móc lên là 1, 2, 3. Và đếm 1, 2, 3. Móc vào chân số 4, một mũi dời. Và tiếp tục móc lên 9 mũi dời nữa. Ngay chỗ này lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lặp lại một chiếc lá giống như này. Và cái đoạn này cũng không nhất thiết phải là 10 mũi, 9 mũi gì cả, mà mình sẽ chủ động chia theo mình móc, muốn móc bao nhiêu hoa, bao nhiêu lá thì tùy sở thích của mỗi người ha. Còn mình làm hình khoảng cách của nó là như vậy. Tới độ này mình bắt đầu móc lá. Một mũi đơn, mũi nửa kép, một mũi kép, mũi nửa kép, một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi trượt. Và mình cứ trượt như vậy tạo nên những cái lỗ giống như vậy nè. Giữa khoảng cách hai cái lá thì có một chỗ như vậy. Mình tới làm tới hết cái dây bính thì thôi. Và ở bên còn lại mình cũng làm y chang cho cái bên kia ha. Nếu mình đã có dài ngắn gì hơn chút xíu thì cũng không có sao hết nha. Sau khi mình móc cái dây này xong rồi thì mình bắt đầu đưa luồng nó qua. Mình không có cắt chỉ đi nha, mà mình chỉ là mình vẫn còn để dây ở đây, mình chưa cắt chỉ, hồi nữa mình móc hoa luôn. Mình sẽ canh bằng với bên này, sau đó mình sẽ cúp ở ngay vị trí này. Ở phía sau mình cũng gấp như gúp như vậy nha. Thì ở từ chỗ vị trí này mình bắt đầu móc hoa lên nè. Lúc đầu khi mà mình khởi bính, mình có tạo lên một cái vòng tròn đầu dây bính và cuối dây bính. Bây giờ mình sẽ đưa mũi kim vô trong chỗ cái tâm này. Móc một mũi dời. Sau đó móc lên là 1, 2, 3, 4, 5 bính. Lấy sợi móc vô lại tâm này. Một mũi chép. Hai bính, 1, 2. Mũi chép thứ hai vô tâm. Đây là 1, 2, 3. Ê, hai bính nha. Một kép. Một, hai. Hai bính. Một kép.
Mình đếm 1, 2, 3, 4. Thêm một lần nữa. 1, 2. Móc vô một mũi kép. Tiếp theo là 1, 2. Và trên cái dây bính 5 mũi nè. 1, 2, 3. Móc vào chân mũi thứ 3 một mũi dời. Vậy thì cái ô này của mình đã đủ là 6 ô nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. Tới ngay chỗ này rồi thì đưa dây ra. Thì mình hướng dẫn cách móc hoa này thôi nha. Còn mọi người nếu như mọi người muốn cái dây khác, cái hoa khác thì có thể tự móc kết vô cũng được. Tới chỗ này mình sẽ đưa màu đỏ lên móc cánh hoa. Tới ngay chỗ vị trí chỗ này rồi thì mình sẽ chọn vô một cái ô nào đó. Mình để mình lấy sợi lên. Úp lại, làm mỗi một mũi sau đó móc một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Hai mũi kép nha. 1, 2. Mũi tiếp theo là mũi nửa kép. Một mũi đơn. Và mình sẽ làm lần lượt như vậy cho 5 ô còn lại trong cái nhị này nha. Nửa kép. Một mũi đơn. Móc về cuối hàng thì móc qua phía bên đây một mũi dời và bắt đầu cắt chỉ và giấu sợi dưới cái lớp hoa bên dưới đi nha. Giấu sợi vô những cái này nè, dùng kim móc qua. Và mình sẽ áp dụng cho những cái lỗ trống như thế này, mình cũng móc lên tâm giống y chang như vậy luôn nha. Hai ba bốn năm, móc lên một bính. 2. Mình sẽ để cái dây này chính giữa nè. Rồi, tới chỗ này thì mình sẽ móc hoa lên giống như bên đây, móc hết trên cái dây này đi nha.